Xin chào hai MC và khán giả đang xem Cà Phê Sáng VTV3. Và bên hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người cách làm món súp tôm bí đỏ. Món này phù hợp với tất cả mọi người và đặc biệt là các em nhỏ và những người lớn tuổi, vì trong bí đỏ chứa nhiều các vitamin và khoáng chất tốt cho cơ thể. Bí đỏ giúp sáng mắt, tốt cho tim mạch, hỗ trợ giảm cân, ngăn ngừa tiểu đường, tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài ra bí đỏ giúp tẩy run, làm đẹp da, ngăn ngừa ung thư, ngừa lết dạ dày tá tràng và rất nhiều lợi ích khác. Và kết hợp với tôm tươi nữa thì tạo ra một món ăn vô cùng ngon miệng và bổ dưỡng. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu với khay nguyên liệu. Ở đây mình sẽ lấy 1,5 cân bí đỏ, một củ cà rốt, hành tây, một củ rưỡi, một quả cà chua, hai nhánh cần mỹ và 500 g tôm tươi. Và bên cạnh đấy mình sẽ dùng sữa tươi không đường và kem tươi để làm béo cho cái súp này. Đầu tiên mình sẽ bóc vỏ và sau đó là ninh nước dùng với phần đầu tôm và vỏ. Mình sẽ giữ lại phần đuôi này để tí nữa trình bày cho đẹp mắt hơn. Sau khi rửa sạch và loại bỏ hết chất bẩn trong đầu tôm và thịt tôm thì bây giờ mình sẽ nướng qua cái phần đầu tôm này trong lò nướng cùng với nửa củ hành tây, một quả cà chua và hai nhánh cần mỹ. Sau khi thái rau củ thì mình sẽ cho hết vào đầu vỏ tôm và nướng lên. Mình sẽ cho một chút dầu ô liu, một chút hạt tiêu, trộn đều và đem đi nướng. Mình đã cài đặt nhiệt độ lò 200 độ C và bây giờ mình sẽ đem đi nướng trong vòng khoảng 10 phút. Sau khi nướng đầu tôm ở trong lò thì mình cần sơ chế cái phần tôm lót này một chút. Mình sẽ dùng con dao nhỏ đục một lỗ ở trên phần trên và mình sẽ luồn cái phần đuôi này qua để lát nữa trang trí nó sẽ đẹp mắt hơn. Phần tôm của chúng ta nó sẽ trông như thế này và tiếp tục cho đến hết. Và bây giờ chúng ta sẽ xếp vào đĩa. Mình sẽ cho một chút muối, một chút tiêu, một chút ớt bột và chúng ta sẽ cất cái tôm này vào trong tủ lạnh. Và sau 10 phút nướng đầu tôm ở trong lò thì bây giờ mình sẽ cho vào nồi và ninh nước dùng tôm. Việc nướng đầu tôm lên như thế này sẽ làm cho cái nước dùng của chúng ta thơm hơn rất nhiều và cái mùi tôm nó sẽ dậy mùi hơn. Mình sẽ cho vào đây khoảng 2 lít nước và sau đấy là đem đi đun. Trong khi chờ nồi nước dùng tôm thì mình đã sơ chế 1,5 cân bí đỏ, một củ cà rốt, một củ hành tây thái sợ và một củ tỏi đập nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xào phần nguyên liệu này lên. Sau khi xào cho hành tây mềm ra và thơm lên thì bây giờ mình sẽ cho tỏi vào, hai lá nguyệt quế, đảo trong vòng khoảng 2 phút nữa cho hành tây mềm ra và tỏi thơm lên. Bây giờ mình sẽ cho bí này vào. Bây giờ mình sẽ nêm gia vị cho cái này, một thìa muối, chút hạt tiêu. Xào được khoảng 3 phút thì bây giờ mình sẽ cho nước dùng tôm vào. Mình sẽ dùng một cái vợt và đổ một phần nước dùng tôm vào. Sau khi cho nước dùng vào thì chúng ta sẽ đun cho nước sôi lên và hạ nhỏ lửa, đun trong vòng khoảng 15 phút đến 20 phút. Bây giờ thì bí của chúng ta đã mềm rồi, mình sẽ nhặt hai cái lá quế này ra và mình sẽ dùng máy xay tay và xay trên nồi này luôn. Rất là thơm. Súp của chúng ta đã sánh lại rồi. Mình sẽ cho vào đây khoảng 100ml sữa này, 100ml kem tươi cho tăng nhân sự béo ngậy lên và xay lên một lần cuối cùng. Một súp bí của chúng ta sắp hoàn thành rồi, nhìn rất là hấp dẫn mọi người. Xong rồi, bây giờ mình sẽ cho lên bếp đun lại cho nó sôi lên và nêm lại gia vị một lần cuối cùng và chúng ta sẽ rán tôm và hoàn thành món ăn thôi. Mùi thơm của kem bơ sữa cũng như bí đỏ và cái nước dùng tôm ở trong cái nồi súp này rất là tuyệt vời. Bây giờ thì mình sẽ bắc chảo và rán tôm. Một chút dầu ô liu, rất là thơm, mùi tôm rất là lên. Và sau đấy là mình sẽ cho tỏi vào, tỏi thái lát. Và khi tôm nó gần chín rồi thì bây giờ mình sẽ cho hai cái bơ nữa vào. Tắt bếp và thế là tôm nó sẽ chín ở trên chảo. Nhìn rất là ngon mọi người ạ. Còn tôm rất ngon. Cái súp của chúng ta đã rất là vừa sánh tuyệt vời rồi. Thì cái lưu ý là chúng ta sẽ quấy để cho cái bọt nó tan ra bên thành. Và chúng ta sẽ múc một thìa, hai thìa.
mình sẽ dùng một cái que xiên và sau đấy mình sẽ vẽ bốn đường vào trong và vẽ cái đường ra ngoài. Rất đơn giản, và rắc thêm một chút rau mùi tây vào giữa. Đây, món súp của chúng ta đã hoàn thành. Tiếp đến là mình sẽ trang trí cho cái món súp với tôm này. Mình sẽ lấy ba con tôm, mình sẽ đặt vào ba góc. Và mình sẽ rắc một chút tỏi lên để cho tăng cái hương vị cho cái súp này. Nếu nhà các bạn có các hạt như là hạt bí hoặc là hạt hạnh nhân, hạt óc chó mình rắc lên cũng sẽ rất là đẹp. Vẫn rắc thêm một chút kem tươi trên mặt để cho cái súp của chúng ta nó sẽ thêm phần béo ngậy hơn, nhưng mà mình sẽ rắc ít thôi. Và cuối cùng một chút dầu ô liu mà mình rán tôm lên trên chốc, một chút mùi tây. Và vậy là chúng ta đã hoàn thành món súp tôm bí đỏ kem tươi với hai phong cách trình bày rất khác biệt nhưng mà cũng rất hấp dẫn. Và hy vọng mọi người sẽ thực hành thành công món ăn này và hãy giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.